Xin chào các bạn nha. Wow wow wow, sao bắt rồi các. Bi với cá nhá. Bi ơi, wow, hôm nay chúng ta cùng đi và các bạn bắt cá nào. Rồi nhiều cá quá quá ơi. Để kia. Wow, một con cá. Wow. Đây con cá này sao mà đây. Ôi nó nhảy sao mà nhảy. Bắt nó. Wow, sao bắt đi. Rồi Sam giỏi quá. Wow, bị bông bắt được nhiều cá quá này. Để bắt con này nhá. Ôi, bông bắt được nhiều cá quá. Wow, bông bắt được nhiều cá quá con ơi. Ôi, được quá. Bông bắt được nhiều cá, Sam bắt được nhiều cá quá rồi. Là cả. Wow, cá to quá này. Ui, cá gì to quá này. Ui, Sam ơi. Gì đây? Con cua. Đấy. Con gì đây? Con cua. Wow, gì đây? Ốm một quay đâu. Ra quán đi, ok đây. Có gì đây? Wow, con khủng long. Bế ra. Wow, có gì đây? Wow, lại ra được rồi. Wow. Bông ngồi xuống. Wow, bông bắt giỏi quá. Bông bắt giỏi. Chip à. Bông bắt giỏi quá. Wow. Bông và Sam bắt được giỏi quá. Ôi. Đúng rồi. Giỏi quá. Wow, con rắn này. Ôi, con rắn này. Ôi, rắn này Sam ơi, rắn này. Sam bắt rắn ra đi. Ôi. Đúng rồi. Rồi. Wow, con gì đây? Con gà. Wow, con heo này. Chu heo con ở bản thôn. Đây, con gì đây? Wow, các bạn ơi. Wow, con chuồn chuồn này các bạn ơi. Wow, cá bóng. Wow, con cá này. Wow, cá quay. Chị bắt. Wow, nếu bắt được con này sẽ làm. Sẽ học giỏi này. Ai bắt được con cá sẽ học giỏi. Ok, bắt đi. Wow, bông giỏi rồi. Wow, Sam giỏi rồi. Ôi, Sam ơi này. Ôi, Sam ơi, con này. Wow, con to quá. Wow, con gì đây, con đùa các bạn ơi. Wow, vịt con. Hà mã này quá này. Sam lại bắt được con rùa rồi. Wow, giỏi quá. Con nhện này. Chị bắt được con gì đây? Con đấy là con bọ ngựa. Wow, còn một con này tôi để cho nào đây nhá. Đúng rồi. Bia mang ra. Chị bảo đi ở đi mang ra kia thả đi. Tí nó mang kia thả nhá. Xem như con gì nào. Tí nhá. Wow. Con rắn này. Ok các bạn ơi. Ếch này. Sao bắt cá giỏi quá các bạn ơi. Cái này nhá. Ôi bắt đi Sam bắt đi. Ôi giời Sam bắt đi. Wow Sam bắt đi. Ôi giời. Wow Sam xin lỗi các bạn nhá. Nên chúng ta cùng Sam bắt ô cá nhé các bạn nha. Sam bắt đi. Bắt tiếp. Cầm lên đuôi nó, Ôi rồi Sam. Bắt con cá này. Ôi nhiều quá. Đứng lại cho Sam bắt với. Ôi Sam bắt được rồi. Nào Sam ngửa ra, cho nào. Đúng rồi. Ôi cầm lên Sam, cầm lên thả bắt đi, lấy tay bắt đi, thả đây.